đời sống là một diễn trình của những chữ biết. Mà cái biết quan trọng nhất là biết nghe. Có biết nghe thì mới mở mang kiến thức. Mà có kính sợ Chúa thì mới có tri thức và sự khôn ngoan. Thật vậy, hãy lắng nghe, sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Hai chữ biết nghe rất là thâm thúy. Vì thế ta cần phải hiểu lời Chúa khi Ngài phán rằng ai có tai mà nghe, hãy nghe. Lời dạy này có cái ý bàn đến cái chức năng thính giác, một cái ý nhắc đến lời dạy đã được Thánh Gia-cơ nhắc nhở cho chúng ta rằng hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Thưa quý vị, biết nghe quan hiếu mật thiết với niềm tin. Lời Chúa trong thơ Roma đoạn 10 câu 17 chép như thế này: đức tin đến với sự ta nghe, mà người ta nghe thì khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Từ chỗ biết nghe nó có thể bàn sang chức năng của thị giác để có thể nghe thấy, để có thể nhìn thấy, để có thể nhận thấy. Trong Ngôn đoạn 24 câu 32 dùng đến ba động từ cùng một nghĩa để nói lên sự quan trọng của việc biết nghe và nhận thấy. Câu đã chép như thế này: ta nhìn, xem, bèn để ý vào đó, ta thấy và nhận được sự dạy dỗ. Vừa nhìn, vừa xem, vừa thấy thì mới nhận được sự dạy dỗ. Và hôm nay chúng ta có một cơ hội như thế để thực tập cái việc lắng nghe, để nhận được sự dạy dỗ. Tác giả của ca khúc kỷ niệm, ông ấy bàn đến tiếng còi tàu, tiếng nước dưới chân đê, nhưng tôi thích hơn hết là tiếng mẹ gọi về. Quý vị còn nhớ tiếng mẹ gọi về không? Có nhớ tiếng cha gọi tên mình không? Đã rất lâu tôi không còn nghe được tiếng cha mẹ gọi tên mình. Bố tôi gọi tôi là Hoàng, không phải là Hoàng thì cái cách phát âm đúng như vậy. Và đã lâu lắm âm nó vẫn còn vang vọng trong lòng của tôi. Và thưa quý vị, Chúa đã gọi đích danh Môi-se, Chúa gọi đích danh Samuel, và Chúa đã gọi đích danh Phi-e-rơ là hỡi Simon Phi-e-rơ, và Chúa còn nói là con của Giô-na nữa, thì trật vào đâu cho được. Tôi sợ lắm ở trong những lớp học khi bị thầy gọi lên bảng. Gọi lên bảng cũng là hãi hùng, bởi vì tôi không có chuẩn bị. Nhưng mà nếu tôi sẵn sàng thì tôi thích được gọi lắm. Và trong niềm tin của chúng ta, quý vị hãy chuẩn bị như thế này: nếu quý vị không sẵn sàng khi Chúa gọi thì việc Chúa gọi nó sẽ là việc chồng trời. Hãy để ý những cái động từ này trong câu Kinh Thánh, ở trong Giăng đoạn 14 và câu 27: ta là người chăm hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Như vậy quen, nghe và theo là cái thước đo mức độ thuộc linh. Có nghe thì mới quen, và khi nghe quen thì sẽ biết nghe để mà đi theo. Và nhạc sĩ Trần Thượng Trí đã viết một ca khúc dựa trên câu Kinh Thánh được chép trong sách Khải Huyền 3:20 như thế này: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người, và người với ta. Chiều sâu của việc biết nghe để nhận sự dạy dỗ trong câu Kinh Thánh này không phải là tiếng gõ cửa, mà là tiếng của Chúa. Thưa quý vị, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nói về cái âm thanh của một sự va chạm đã tạo nên một sự để ý. Vì cái tiếng gõ cửa đã tạo nên sự tỉnh thức, nhắc nhở tâm hồn của chúng ta. Nhưng tiếng Chúa là sự trả lời. Tiếng Chúa sẽ khỏa lấp những cái nỗi trống vắng trong linh hồn của quý vị. Tôi xin đề nghị một vài câu hỏi để chúng ta cùng suy gẫm và tìm câu trả lời. Ai gõ cửa thưa quý vị? Cửa nào? Ai ở bên trong cánh cửa đó?
Người đó chỉ có thể nghe được tiếng gõ cửa của Chúa, hay là nghe được cả tiếng của Chúa. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe được tiếng ta, tiếng của Chúa, thưa quý vị. Vì vậy Chúa lại nói, ai có tai mà nghe hãy nghe. Không phải là những cái tác động bên ngoài, mà tiếng của Chúa có thể xuyên vào, thấu vào lòng của chúng ta. Câu hỏi ở đây không phải là có tai hay không có tai, khi nói là ai có tai mà nghe hãy nghe. Ở đây là câu hỏi có biết nghe hay không? Có biết nghe hay không? Hay nói rõ hơn là hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, dù quý vị đang sống trong hoàn cảnh nào, cuộc sống quý vị đang tràn ngập những âm thanh của sự hân hoan, vui mừng, hay đang chìm đắm cảnh cô đơn, thinh lặng của những ngày mùa đông. Và khi suy nghĩ đến những ngày mùa đông, tôi thấy thấm thía cho một cái bối cảnh mà vua Sa-lô-môn đã viết như thế này. Ông biết là ở trong cái cảnh mùa đông đó, khi hai cánh cửa bên đường đã đóng lại và tiếng say ngọn lên, lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bên chờ dậy và tiếng con gái hát đều hà hơi. Có những tiếng ở trong mùa đông của cuộc đời quý vị đang nghe, và nó để lạc cái tâm tư mình vào trong những cái tiếng động xung quanh chúng ta. Có lẽ chúng ta không có thì giờ để chú tâm đến tiếng của Chúa gọi. Trong văn chương văn nghệ đây dạy những âm thanh của sự chết. Quý vị nghe thử xem, ta khúc các chủ của những ca từ nặng này để nói về cái chết như thế này. Tiếng động nào cỏ nhịp không nguôi, tiếng động đó là tiếng búa đinh đóng nắp quan tài. Còn viết mực nào xóa bỏ không ai, là gạch tên nó khỏi sau bụi đời, là xóa tên của những người đã xong cuộc chơi. Tiếng đó có thể là một âm vang trong thính giác chúng ta có thể nhận ra được. Ta đang sống những ngày cuối cùng, không còn cái gì phải nghi ngại lo lắng về những việc ngày cuối cùng sẽ đến. Có tiếng này ngay trong thời đại của chúng ta, lời của Chúa đã được ứng nghiệm. Và nếu quý vị có cho rằng tận thế là việc viễn vông đấy, thì cũng nên suy nghĩ lại, không tận thế mà là tận mạng thì sao? Tất cả chúng ta dù ở tuổi nào, ở đâu làm gì, cần phải tỉnh thức để nghe rõ tiếng kèn của Chúa khi Ngài trở lại để đón tiếp chúng ta. Và tối hôm nay lời Chúa rõ ràng như thế này: đức tin đến với sự người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Đức Christ được rao giảng. Lời rao giảng ở đây là tin lành quyền phép của Đức Chúa Trời, là tin mừng cho đồng hương của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Chúa yêu thương đồng bào Việt Nam của chúng ta, yêu thương gia đình con cháu của chúng ta, yêu thương người hàng xóm của chúng ta, và ơn hết Chúa yêu thương mỗi một chúng ta. Trên nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai, bất cứ ai tin con ấy thì không bị hư mất, được sự sống đời đời.